Ngày 25 tháng 1, Bộ Y tế công bố 15.699 ca trong nước và 62.889 bệnh nhân xuất viện. Tính từ 16 giờ ngày 24 tháng 1 đến 16 giờ ngày 25 tháng 1, ghi nhận 15.743 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 15.699 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.392 ca so với ngày trước đó. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.956, Đà Nẵng 989, Hải Phòng 704, Thanh Hóa 685, Hưng Yên 623, Bắc Ninh 560, Bắc Giang 445, Quảng Ngãi 400, Hải Dương 397, Hòa Bình 386, Vĩnh Phúc 385, Bình Định 374, Phú Thọ 370, Bến Tre 352, Nam Định 337, Bình Phước 335, Quảng Ninh 322, Thừa Thiên Huế 305, Đắk Lắk 303, Quảng Nam 301, Thái Nguyên 271, Thái Bình 267, Nghệ An 263, Lâm Đồng 225, Lào Cai 202, Khánh Hòa 200, Cà Mau 200, Quảng Bình 186, Kon Tum 178, Sơn La 152, Vĩnh Long 151, Tây Ninh 146, Bạc Liêu 146, Hà Nam 138, Trà Vinh 123, Yên Bái 114, Hà Giang 104, Thành phố Hồ Chí Minh 99, Điện Biên 80, Bình Thuận 77, Tuyên Quang 70, Hậu Giang 69, Bà Rịa Vũng Tàu 68, Bình Dương 61, Quảng Trị 59, Đồng Tháp 52, Phú Yên 50, Đắk Nông 48, Cần Thơ 42, Long An 38, Lai Châu 37, An Giang 35, Bắc Cạn 34, Ninh Bình 34, Cao Bằng 34, Ninh Thuận 34, Đồng Nai 31, Kiên Giang 26, Sóc Trăng 12, Tiền Giang 11, Gia Lai 3. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.164.794 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 62.889 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.904.069 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.602 ca. Trong đó, từ 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1 ghi nhận 126 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.010 ca.